Cô Kim, ba đây. Hôm nay là cũng tròn 18 năm, cũng tròn 18 tuổi. Và ngày hôm nay là ngày cuối của tháng 3 năm 2018. Con đã được 18 tuổi và 6 ngày, 7 ngày. Vậy 18 tuổi 7 ngày con chính thức nhận cái quyền của người được trưởng thành, là con sẽ làm chủ được tất cả những việc của con và con sẽ chịu trước hành vi của con đối với pháp luật. Vậy ba mừng cho con đã trưởng thành. Tuy nhiên năm 18 tuổi con mới bắt đầu. Còn 18 tuổi của ba đã bắt đầu cách đây 30 năm. Vậy ba dành cho con sự bắt đầu của ba 48 năm. Và con hãy nhận cái sứ mệnh của hãng phim Sơn Em, và con cũng nhận được cái quyền lợi của hãng phim Sơn Em mà ba đã gây dựng gần 15 năm. Và ngày hôm nay ba chính thức dành cho con 51% cổ đông của hãng phim Sơn Em, và con chính thức là chủ tịch hội đồng quản trị của hãng phim Sơn An. Và trong hãng phim Sơn An hiện giờ có 3 thành viên, đó là Đặng Quý Hoài Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị 51%, Đặng Quốc Việt, thành viên 39%, giữ vai trò tổng giám đốc, Võ Thị Thanh Nhàn 10%. Vậy chính thức ngày hôm nay ba dành cho con tuổi bắt đầu của ba 48 con nhé. Từ ngày hôm nay đây con lấy này, và ba sẽ đọc cho con để con biết rõ hơn cái hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở công ty hãng phim Sơn An, địa chỉ 595/60 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng ta gồm bên chuyển nhượng, hay còn gọi là bên bán, ông Đặng Quốc Việt, số chứng minh 024-307-264, cấp ngày 5 tháng 5 năm 2015, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp, thường trú tại 595/60 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3. Bên nhận chuyển nhượng, hay còn gọi là bên mua, ông Đặng Quý Hoài Sơn, số chứng minh 02602888999, cấp vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp, thường trú tại 595/60 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên đồng ý thực hiện chuyển nhượng phần góp vốn với các thỏa thuận
như sau. Trong thời gian qua, ông Đặng Quốc Việt có góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hãng phim Sơn An với tỷ lệ giá trị phần góp vốn 1 tỷ 700 triệu đồng. 1 tỷ 700 triệu đồng chiếm 90% vốn điều lệ công ty theo giấy phép chứng nhận doanh nghiệp số 0305624771 do phòng đăng ký kinh doanh sở và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 3 năm 2008. Thì đây cái ngày không phải là một ngày bình thường đúng không con? Đây chính là ngày sinh của con. Ngày 24 tháng 3 là ngày thành lập công ty vào năm 2008. Và cũng là ngày giải phóng Quảng Nam, Tam Kỳ. Vậy mình có quảng trường 24 tháng 3. Điều 2, bên mua cùng thỏa thuận chuyển nhượng phần góp vốn 969 triệu đồng chiếm 51% vốn điều lệ nói trên. Về việc giao nhận toàn bộ số vốn nêu trên do hai bên thực hiện tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của đại diện pháp luật công ty. Điều 3, hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn để công ty trách nhiệm hữu hạn hãng phim Sơn An hoàn tất thủ tục kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Bên mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền hạn nghĩa vụ với bên bán với tư cách là một thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hãng phim Sơn An kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng góp vốn. Điều 4, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng góp vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thỏa thuận và giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong thời gian không giải quyết được thì một bên, một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết quyết định của pháp luật hiện hành. Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng phim Sơn An, cơ quan đăng ký kinh doanh có không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có. Điều 5, hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân phần 4 chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần góp vốn chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn thuận lợi, không bị lừa dối ép buộc. Bên mua đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp vốn chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thỏa thuận trong trường hợp trong hợp đồng. Điều 6, hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng trước khi ký hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty thư ký ký tên xác nhận và hoàn tất việc chuyển nhượng nội dung hợp đồng. Điều 7, hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi các bên ký và được lập 4 bản có giá trị như nhau. Ông Đặng Quốc Việt bên bán giữ một bản, Đặng Quý Quỳnh Sơn mua giữ một bản, một bản lưu công ty, một bản nộp cho phòng đăng ký kinh doanh đầu tư. Bên bán ghi rõ họ và tên Đặng Quốc Việt, bên mua ghi rõ họ và tên Đặng Quý Quỳnh Sơn, xác nhận theo pháp luật của công ty ngày 28 tháng 3 năm 2018. Các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo hợp đồng, ký tên ghi rõ họ, tên và chức vụ người đại diện pháp luật đóng dấu.
đây là có họp, đừng con giấu con nhé. Họp này thì chắc chắn điểm xuất phát của nó không phải là ở Việt Nam. Và họp này ba mua từ Singapore. Và bác nghĩ rằng đây là túi đựng tiền theo nghĩa của người Hoa để cho nó hên. Đây là con dấu của hãng phim. Đây là mã sổ thuế của hãng phim. Đây là tên của ba Đặng Quốc Việt. Nếu con thiếu mực dầu con đổ vào cái nó ra. Rồi. Và con nhớ đóng dấu. Khi đóng dấu thì con nhớ là đóng 2/3 cái chữ ký thuộc về phía bên trái con nhé. Và đây con, ba đã ký. Lát nữa con sẽ ký con nhé. Và chính thức ngày hôm nay, bà giao cho con một số tài khoản tại ngân hàng Vietcombank. Và từ đó, khi có lợi nhuận, thì bà sẽ chuyển vào cho con để con có tiền ăn học và lo cho mẹ và em con nhé. Bà rất vui khi con đã trưởng thành. Và cũng ba cũng rất mừng khi con đã có tình thương và rất hạnh phúc là con có ba, có mẹ, có ông nội, bà nội, có bà ngoại, có các dì, các cậu, có các cô, các bác, có bà con của mình. Con đang sống trong những người yêu thương.